Tôi lấy đi. Thôi 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 để Phú lấy chứ. Không cho người lạ lấy đâu. Hay quá, hay quá, lên đây con. Móc. Ồ, là các bạn. Móc lên. Móc. Đi ngủ mệt nè, móc lên. Để lên. Để lên con. Để lên. Ờ, họ lên ngủ à? Bắt ngủ ở dưới mình nha, cho ngủ nè. Ôi giời, quá đi. Bày xuống không? Ồ, bày ghê ha. Rồi bây giờ anh Phú muốn xử, mấy nhát anh Phú xử đi. Thôi nhát ngang, nhát dọc nữa. Rồi xong rồi làm bắp luộc hay là bắp nấu hay là bắp xào ha. Bữa nào nắng thì phơi nắng, còn mà không nắng được thì cũng phải sấy. Bắp lì không ngủ, đem luộc ăn luôn. Chú gà thông minh vui tính thuốc bụng. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt ở Cần Giuộc, Long An. Bên cạnh Phú là Vinh Vui Vẻ. Hôm nay Vinh sẽ dẫn quý vị khán giả đi thăm một chú gà đặc biệt sống tại Long An. Đây là clip đầu tiên Vinh hướng dẫn khán giả các bạn đồng hành và ủng hộ Vinh nha. Rồi Vinh xin mời cả nhà mình cùng theo chân Vinh để mình cùng theo dõi chú gà thông minh như thế nào nha. Kính thưa cả nhà, thì đây là chị chủ nhân của chú gà thông minh của chúng ta ngày hôm nay. Đó, thì không, chị cho em một vài thông tin về con gà đặc biệt này được không ạ? Hồi nhỏ thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mà chị nuôi thì chị cứ nói chuyện mỗi ngày. Chị cảm nhận là bạn hiểu những gì chị nói và bạn sẽ làm theo rồi. Nhưng mà bạn nói lại, bạn cứ rất là nhiều nhưng mình không có hiểu thôi. Dễ thương lắm. Dạ. Thì cái cơ duyên nào mà mình tìm được cái chú gà này hả chị ha? Thì cái lúc mà dịch mà không cho ra ngoài đó em. Dạ. Cái bắt đầu chị ở nhà chị buồn á. Cái chị thấy cái anh kia mua hai con. À. Nó cứ đá nhau. Xong cái chị nói anh kia là chia lại cho chị một con đi. Dạ. Cái ảnh chia lại xong rồi chị nuôi tới giờ luôn. Kính thưa các bạn, chú gà của chúng ta thì có bề ngoài nó trắng muốt à. Ban đầu Phú tưởng con cò chứ. Như chị chia sẻ là cái điều đặc biệt của bé bắp ở đây á, là bắp gần như là hiểu tiếng người vậy á. Nói em hiểu. Dạ. Bây giờ thì chị cho khán giả thấy luôn cái khả năng của bắp hơn. Bắp thích ăn cái này đúng không? Nha. Thôi giờ mẹ cho chị Út. Mẹ cho Út đi. Chị đừng lấy, để em đưa xuống. Mẹ cho Út ăn nha. Cho Út đi. Út lấy đi. Út lại lấy đi. Trời ơi, quê ao, quê ao, quê ao. Đây, cho mình lấy thử nha. Ủa? Chú anh nói anh cho, không cho Út hả? Lấy đi. Thôi, để Phú lấy chứ. Không cho người lạ lấy đâu. Như vậy là chú gà là biết giữ của. Nhưng mà để chị nói là nó sẽ không la nha, không đánh nha. À. Bắp, bây giờ bắp cho mẹ xin nha. Bắp cho mẹ xin cái này mẹ ăn nha. Nha, cho mẹ xin được không? Cho mẹ xin cái này nha. Bắp cho mẹ xin đó. Các bạn thân mến. Cho mẹ xin nha. Rất là ngạc nhiên. Ai đụng tới thì cũng bị phản đồ hết, mà trong khi bà chủ mà xin cái là cho. Cho chú ăn đi. Kìa, Út lấy của con kìa. Đó. Nó quýnh. Sao nó quýnh có quýnh chị nè, em thò tao lấy à. Đúng. Chị chỉ cần là chị nói đi ngủ một cái thôi. Chị đi lên trước là nó sẽ tự nhảy lên đó ngủ. Buổi tối á, giống như mấy cái clip chị gửi đó. Như vậy là nó ngủ chung với chị. Đúng rồi. Nó ngủ chung với chị, nhưng mà chị dặn nó ngủ con cứ ị nha, ị là mẹ không cho con ngủ là nó không ị. Bữa hôm nay mẹ chị quên dặn thì nó sẽ ị. Vậy à? Thiệt luôn á, chị ngủ chung đẹp với chị mà. Khi mà lên ngủ nha, kẹp nắp, dỗ đi ra lưng. Nói ngủ đi thì sẽ ngủ, còn nếu mà em không dỗ là cứ đi lòng vòng mổ tay, mổ chân, mổ đầu, mổ tùm lum hết luôn. Không cho ngủ, phải đeo cái nát gờ dỗ rồi mới ngủ. Vậy đó. Thông minh hơn cả đứa cô luôn ha. Quan lắm. Ở ngoài nè, nó đi ra ngoài á, chị trong nhà chị kêu là nó chạy vô à. Không cần phải đi bắt. Chị nói bắp ơi, mẹ vô biểu mẹ biểu là nó sẽ tự dậy vào. Bắp ơi. Bắp. Cho mẹ cho bánh nè. Con bánh không? Bắp ơi. Bắp, cho bánh á. Cho bánh nè. Con đó. Cho mẹ cho con bánh nè. Bắp đó, bắp đó.
Thế á, thì anh đi sau lưng nó sợ á. Nè bánh nè, bánh cho con nè. Đó. Thấy đi sau lưng nó sợ. Nó biết có người á. Đó. Bắp bằng bắp. Bắp bằng bắp. Bắp bằng bắp nè. Nè, bắp bằng bắp. Bắp bằng bắp. Nó ăn cái gì cũng được ở trong đó Phú. Nói chung là tất cả loại trái cây gì, sữa chua, tàu hũ non gì ăn được hết á. Hay quá, đó. Hay quá, lên đây con. Móc 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 móc. Ồ, là các bạn. Móc lên, móc lên. Móc móc. Trái ngủ mẹ nè, móc lên. Để lên. Lên con. Để lên, để lên. Để lên, để lên. Ồ, họ lên ngủ à. Bắp ngủ ở dưới mình nha, cho ngủ nè. Ôi, giỏi quá đấy. Ôi, bắp có niệm nè, bắp có gói nè. Để xuống mày mở máy lạnh cho con ngủ nha. Nha. Để xuống mở máy lạnh cho bắp ngủ nha. Rồi thôi mày thương, mày thương, mày thương, mày thương. Mày thương nha. Rồi, 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 thôi cưng, 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 cưng. Rồi, anh xuống, anh xuống, anh xuống. Không đúng cái tư thế của con đúng không? Rồi, ok, mày cưng, mày cưng. Rồi, thôi ngủ nha. Ừ, thôi. Cứ chè anh ăn ánh sáng tí là nó ngủ hả chị? Ừ. Trời, thôi ngủ, ngủ, ừ, thôi ngủ đi nha, mày thương, ừ. Mẹ thương bắp á, ngủ rồi. Tức là khoảng mấy giờ tối là chị bắt đầu gọi thì nó lên ngủ như vậy. Tức là chị vô chừng lắm à. Ví dụ như hôm nào mà chị thức ở dưới khoảng 11, 12 giờ đó à. Là tự nó leo lên à. Nó leo lên nửa cầu thang, cái chị nói ủa mẹ chưa đi ngủ mà sao bắp đi ngủ. Cái nó à. Quay trở xuống à. Nó quay trở xuống, cái nó đứng nó đợi chị. Cái nó đứng ngay đầu nằm nó nói gì chị không biết à. Cái nó đi lên à. Cái nó mẹ chưa đi ngủ, cái nó leo xuống. À. Rồi xong cái chị thấy vậy, cái chị leo lên là nó leo lên là nó ngủ. Còn nếu mà chị mà lên đây mà chị thức tới 1, 2 giờ đêm luôn, chị bắt đèn chị làm việc á à. Nó vẫn thức 1, 2 giờ đêm. Trời ơi, nó không chịu ngủ. Rồi sau đó là ngủ là sáng là chị phải kêu nó dậy à. Nó không thức dậy trước chị. Nó nằm hoài luôn á. Khi nào mà chị đồng còn là dậy nó mới đi theo là nó mới gái. Còn thôi là nó ngủ tới 6 giờ, hôm nào ngủ tới 7 giờ cũng ngủ tới 7 giờ. Nó không có thức trước chị được. Có cảm giác giống hệt con người vậy hả? Đúng rồi, chị kêu nó dậy không? Có cái clip chị kêu nó dậy đó à. Sáng bữa nào cũng kêu dậy, dậy bắp ơi dậy con à. Nè dậy lão ngủ nè à. Rồi tối thì bắt máy lạnh cái chùm mền hai mẹ con ngủ yeah. Nè vậy nè. Em đi gặp nhiều con gà mà chưa thấy con gà nào thông minh như gà này, nó thiệt luôn á. Phải hả? Ừ. Cái này ngủ nè, vậy là ngủ. Đâu, 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 cho coi quay mắt là trời ơi mẹ chị ru ngủ tí là nằm im ngủ luôn các nằm bạn. Nằm im chưa ngủ tay còn bắt đèn á à. Nó chưa ngủ. Còn mà chị bắt đèn là chỉ 2 phút thôi là ngủ khò. Hồi nãy chị nói là nó dậy nó còn gáy nữa hả? Nó đánh thức luôn. Tức là khi mà chị thức dậy chị phải kêu nó à. Rồi xong rồi chị kêu nó mà chị còn nằm thì nó vẫn nằm. Mà chị lồm còm ngồi dậy thì nó mới lồm còm nó chạy theo nó mới gáy à. Còn mà chị nằm là nó cứ nằm hoài. Nè nè ngủ nè, nhắm mắt ngủ nè. Rồi ngủ đi con ngủ. Không bao giờ mà ị bậy trên nệm hết. Không không. Thỉnh thoảng có nha. Chứ à. Không có 100% thỉnh thoảng có à. Ví dụ như chị ngủ dặn đấy. Bữa nào chị quên, chị mệt đó, chị làm việc khuya cái chị ngủ cái nó cũng nằm ngủ ừ. Thì nó ị, còn bữa nào nói bắp đừng có ị trên nệm của mẹ nha, dơ lắm nha ừ. Là không ị, là sáng thức dậy nó đi xuống đây nè ừ. Là nó ị ừ. Nó ngoan cái vậy đó. Nhưng mà cái đó mình khó chứng minh quá, tại vì chị nó chỉ có buổi sáng thôi ừ. Mình mới biết được, rất là khôn ừ. Đó vậy chị cưng nó, này vậy ngủ. Rồi nó ngủ chung với chị vậy rồi. Rồi người khác vào ngủ chắc nó không cho quá. Không có ai. Không có ai. Không có ai. Không có ai à. Hôm trước có gì chị lên chơi á à. Suối xong cái gì chị nằm trong nó cứ dòm hoài, nó ngừ nó, à. Nó ngừ cái gì nó cho gì ngủ cá à. Cái xong cái gì vậy làm bộ ôm nó cho nó ngủ á, nó không chịu ngủ, nó còn cắn gì của chị luôn á. À thôi để Phú giả bộ vô đây ngủ cá với bà mẹ coi. Kè anh Phú kè. Cho anh Phú ngủ miếng nha. Anh Phú kè. Dễ về trời, mấy đứa bạn mà vô sửa cái tủ lạnh của chị á à. Cái vô cái nó dòm à. Nó dòm làm cái đầu khum cái đầu vô sửa á ừ. Ở đằng sau nó thấy khum vô, nó tính rồi lấy cái gì á. Ở à. Đằng sau đá tới trời. Đá bạn kia hết hồn luôn á. Nói chung là dễ thương lắm. Chị rất là cưng. À, em còn nghe nói nó biết giả đồ ngủm khi mà cắt tiết hả? Đúng rồi. Em nếu mà buổi sáng á chị thả ra là đi khắp cái nhà trọ à. Gặp ai quýnh đó. Trời. Sáng là chị Thu ơi thằng bắp nó quýnh em, chị Thu ơi thằng bắp nó quýnh em. Cái sáng là chị tức quá, tức chị bắt nằm, chị lấy cái dao với cái chén chị để sẵn đó, lần à. Sau là coi như là xong.
xóm trọ này đặt là anh hùng anh háo xóm trọ đó. Nguyên cái xóm gặp ai cũng quýnh người. Nhưng mà mình để con dao vậy là nó dễ đòn không hả? Nó nằm im. Nó nằm im ru, nó không có nhích gì cho mà mở mắt nó nhìn nha. Nó mở mắt nhìn mà nó nằm im ru à. Thì khi nào mà chó đứng dậy thì thôi, em ngồi đó là nó nằm hoài, nó nằm ngủ luôn. Bây giờ làm liền luôn cho khán giả tin các bạn chắc. Ok. Cũng như là nó tôi qua cái nó mà nó quýnh nó hoài. Cái tôi mới nói vậy nè, mày chở mày quýnh tao hay là tao lấy cái áo tao chùm tao quýnh mày. Cái đầu nó bỏ nó chạy ghe là này cái nó chửi tôi. Ơi nó làm vậy đó. Mà qua lần nào cũng phải bị quýnh chừng vài lần mới. Cái gì? Tay chân bị hết trơn. Mới qua nãy là tùm lum hết trơn, ngày nào cũng bị. Mà hả miệng mà đi má nó làm thì được. Mà hả má nó cho mình là mình lục là cỡ ngay rồi. Sao kỳ vậy đó, không biết làm sao mà. Nó gai khô lắm mà. Nó gai lắm, hả miệng mà nó khôn á, ở ngoài kia ha cho. Chứ đi bắp ơi vô ăn thịt nè con. Là đi ghe vô liền. Không bao giờ mà ghé nhà cho ai ghé, nhiều con không ghé nè. Phải đi ngay vô nhà đang ăn. Nó ăn thịt hả? Ăn thịt, ăn tôm hùm, thịt, tôm, cá, cua biển rồi không ăn. Bậy bạ nó không có ăn đâu. Khôn vậy đó. Cơm mà để mâm cơm là không bao giờ. Không bao giờ mà nhảy vô mà bư mà bọng vậy nha. Đừng bên nó bay. Ồ, bầy ghê ha. Thằng này bắp không ngoan nha. Bắp không ngoan. Mỗi ngày bắp rất là ngoan, bắp là giỏi luôn. Hôm nay bắp lì, bắp không ngoan. Mày đi xử tử bắp nha. Nha. Nghe chưa? Quá cho lì luôn rồi. Nhìn cái gì? Con nhìn cái gì? Bây giờ đi xử tử thôi. Nha. Rồi, đi chuẩn bị dụng cụ. Ngàn quá, giờ chú Phú cứu không được nữa rồi. Quá là lì luôn rồi. Quá trời lì, gặp ai đánh người đó. Lên đây. Lên đây, bắt lên đây. Được chị. Quá trời lì. Gặp quá ai cũng đánh, gặp ai cũng đánh vậy thôi chứ. Anh Hùng anh hát sống trọ đó anh Phú. Coi như là gặp ai cũng đánh. Già trẻ lớn bá thì cũng đánh. In xuống cho bạn. Lì hả? Bắp lì cỡ nào? Một lát nữa đi em xử xong rồi chị Út đi mua giùm em củ tỏi của xã gì á. Ít đồ răm với lá chanh nữa nha. Quá trời lì luôn à. Không chịu nổi luôn. Nhát quá, bữa nay nhát quá. Nhát quá trời nhát luôn rồi. Bữa nay là coi như là xong rồi. Bữa nay anh Phú xuống là coi như là bắp xong luôn rồi. Đó. Lì quá trời lì luôn à. Rồi bây giờ anh Phú muốn xử mấy nhát, anh Phú xử đi. Thôi nhát ngang, nhát dọc nữa. Rồi xong rồi làm bắp luộc hay là bắp nấu hay là bắp xào? Hả? Làm hai món nó luôn. Tức hả? Vừa cái tội con lắm rồi chứ con tức hả? Tức hả? Làm món gì đây? Làm món luộc với làm món xào mặn. Ăn cơm cho nó ngon. Có sáu lạng à anh Phú. Em có sáu lạng à. Em mập dữ lắm, lại được sáu lạng á. Đó. Giờ bây giờ quý vị khán giả muốn xử nó như thế nào đây? Làm món gì đây? Cho em ý kiến đi. Chứ nó lì quá trời rồi. Trời ơi, coi sợ run luôn, nằm thoi thóp thở kìa các bạn. Biết làm món gì đây nè. Đó. Cho em ý kiến cho em làm món gì vừa cái tội của nó nè. Cứ gặp ai rồi cũng đá, gặp ai rồi cũng chích thôi chứ. Giờ là sắp tới là phải hiền ngoan nha. Gặp anh Phú lần này là sợ chưa? Sợ chưa? Mình cũng già rồi, cũng lớn rồi, coi là cửa nè. Già nhằn cũng đế vậy đây mà cứ quậy à. Già phải... lắm rồi anh Phú, già lắm rồi. Chứ đâu phải là trai tăng đâu. Già lắm người rồi. Ta trai tăng rồi người ta hấu đá chứ. Mình già rồi phải đàng hoàng lịch sự đi đứng với đàng hoàng chứ. Già lắm rồi anh Phú. Biết làm món gì vừa. Nó chính xác là bao nhiêu tuổi rồi ta? Chắc khoảng 2 tuổi rưỡi á. 2 tuổi rưỡi? Ừ, 2 tuổi rưỡi. Vậy. Giống gà này nãy chị nói gà gì nhỉ? Gà này trước cái anh kia anh nói là gà cha Thái mà lai Sima á. Nó lùn nhưng mà cái ngực nó hơi ẩn ẩn. Nó lai nên là nó hơi ẩn ẩn. Còn mà gà Sima gặt thì nó ẩn cái ngực lắm. Cái này nó lai. Nó kì bỏ lên xe nó chở đi ngồi ngồi luôn Phú, nó không chạy xuống đâu Phú. Lên cái xe máy chị á là chạy đi vòng vòng luôn. Hôm nào rảnh đó là về sớm là chở vô công viên là đi bộ nha. Chị đi đằng trước, em đi đằng sau, đi một vòng vậy đó. Bình thường là rất là ngoan luôn á, ngoan lắm. Ngủ rồi kìa. Ngủ luôn rồi. Ngủ rồi. Hâm xử tử mà là ngủ luôn rồi kìa. Mở mắt nhìn.
Được rồi đó, sẽ được tắm bằng nước nóng à. Tuy nhiên không có rau răm nha các bạn. Ê ê ê, không ai nó phân biệt nha, phố lát nữa thì chị coi. Cơm trắng nha à. Không bao giờ ăn à. Em dọn cơm xuống á, là coi như là em để cái nồi cơm hay bất kỳ cái gì là không ăn ừ. Rau cải không ăn, nhưng mà em để thức ăn là nhào vô à. Còn em đưa miếng cơm trắng á, là không ăn, nhưng mà em đưa miếng chả lụa nó cũng trắng đúng không? Là ghẻ, còn cơm là không ghẻ nha à. Hay vậy đó. Em thương em á. Cưng lắm. Bữa nay bị rụng lông đuôi rồi nè. Chứ bữa lông đuôi dài lắm. Mập lùa luôn á Phú. Mập lắm. Em không có thấy thấy nó vậy chứ em bỡ cái này nó không có xương à. Mập lùa à. Chào Minh. Cho anh Phú ôm đi. Ừ. Không có xương đúng không? Giỏi. Em lại đi chứ sao đó. Thật xuống. À đó, em bỏ cất đó lên. Mập lùn đúng không? Không có cái xương. Thấy vậy chứ mập lắm. Chị cưng như lắm luôn, mập lù rồi. Chị ăn gì là nó ăn đó. Buổi sáng nha Phố, nó buổi sáng nha. Chị để lúa không bao giờ ăn à. Là nó biết là ngày nào chị cũng ăn sáng ở nhà. Là cứ đứng đó ngó rồi la dùm. Cái đầu chị ăn sáng thì chị cho ăn thịt, ăn cơm, ăn cá. Rồi khi mà chị chuẩn bị đi làm á, thấy chị dẫn cái xe ra ngoài á, là bắt đầu lại ăn lúa. Còn buổi sáng là không bao giờ tự ăn lúa. Buổi chiều cũng vậy luôn. Nó thấy ăn cơm mà dọn dẹp tắm rửa xong rồi nó mới lại nó ăn lúa. Vậy chứ mà giờ mình lấy cái gì mà nó mà mẹ nó sinh ra là được liền đó. Ôi, đừng quấn nó con, đừng quấn. Đừng quấn nút nữa. Nè thôi xin đi thôi. Ừ. Cho mẹ nha. Cho mẹ. Có cho mẹ là làm tính nè. Xem mặt ghê lắm. Chắc xem mặt á. Đó xem mặt á. Rất nhiều cái thấy thương lắm. Mấy con chó ngoài đó nha. Sợ nó lắm. Cái bữa đó nó đi rút ở dưới kia. Cái chị mới đi ngang nhà bà chủ. Cái mấy con chó nó nhào ra thấy sợ lắm em. Là chị không dám bước tới luôn. Tại vì 4-5 con nó bự không à. Nó cứ dí chị mà nó ngừ cái chị nó. Trời cho nên nó bác ơi cứu mẹ bác ơi. Cái nó ngóng mà nó nhìn nè, nó cứu mẹ. Trời ơi tự nhiên nó chạy lại à. Nó chạy lại, cái mấy con chó thấy nó chạy lại chạy nhà trên. Nó vượt vô tới nhà luôn à. Mấy con chó bà chủ này nè. Nó sợ bị nó quýnh lần sợ á. Trời ơi nhiều khi chị bệnh á cái chị nói bác ơi mẹ bệnh mẹ mệt quá đâu. Giống như là nó cảm nhận được á Phố quá đâu. Nó nói cái gì á Nó nói cái gì nó la lớn lắm à. Chị phát hiện nó là ví dụ như là nó gáy là một cái giọng âm thanh khác nhau à. Nó nói chuyện là một cái âm thanh khác nhau Nó la làng là một cái âm thanh khác nhau à. Nó có ba cái âm thanh khổ lắm. Nó thấy con thằng lằn, con gián hay con chuột gì mà bò vào nhà ha là la làng, nhưng mà không lại mổ nha, đặc biệt là không mổ con gì hết, nhưng mà thấy là la lắm luôn à. Nên là khi mà chị ở trong nhà vệ sinh mà chị nghe nó la là chị biết là có con gì vào nhà rồi đó. Hay vậy đó. Giữ nhà thì hay lắm mà không có dám mổ con gì hết trơn. Thấy mà la, giống như là sợ ghê á, không mổ. Không mổ con gì hết trơn á. La dữ lắm. Mình có khi nào mình suy nghĩ là mình với nó kiểu cũng có duyên số gì không? Chị không biết luôn. Chị rất là cưng luôn, cưng lắm. Mình có tìm hiểu thử chú gà như thế này thì nó tuổi thọ được bao nhiêu không chị? À, chị có hỏi thì thường là mấy người đó là khoảng 4-5 năm gì đó à. Mỗi lần mà chị quan sát nha, chị thấy ví dụ như là thấy em ăn ít đi là chị phải ẩm đi bác sĩ thú y à, nói chung là thấy cái gì bất thường cái là chị ẩm đi liền thì rất là sợ à. Nó uống thuốc dễ thương lắm Phố. Ví dụ như nó uống thuốc rồi em ôm nó vô người cái em kêu con hả họng ra cái chị bóp bóp cái miệng nó cái nó hả họng cái chị nhỏ thuốc vô cái nó nuốt đắng cái nó dậy nha, xong cái lần thứ hai kêu hả họng ra không hả, ngậm cái miệng như này cái xong dụ riết cũng hả họng ra à. Chứ không phải là phải là bơm nhét dữ, không có, chỉ cần dụ nó thôi là nó sẽ hả họng ra. Nó ngoan lắm, mẹ nói con hiểu hết trơn luôn. Mà tại vì hôm nay là mắc cỡ hay sao, gặp anh Phú mắc cỡ hả, phải không bắp, phải không gòn hả, phải không, hiểu hết trơn à. Trời ồn quá. Gọi đi chưa? Đi tắm nha. Tắm đi, hồi quá. Ok, đi tắm. Đi mà tắm tắt ơi. Lỡ mà nước nóng một cái là tắt rụng luôn.
Lỡ mà mẹ pha nước lỡ nấu một cái chắc là rung lông bóp hết luôn á mẹ ơi. Ơi nước ấm nó mới chịu tắm á chị ha, còn nước lạnh nó không, nước lạnh là nó dậy lắm luôn, nó dậy mà nó giống nó bị rung á em, nó bị lạnh á. Đây là sữa tắm của bắp đây. Sữa tắm của con nè. Rồi vô đây, vô đây tắm nha, tắm cho sạch nha, một tuần tắm một lần mà. Rồi con đứng ngoan mày tắm, đứng ngoan nha. Mày tắm nó cúi xuống rồi. Tắm, mày tắm, mày tắm cho sạch, dơ lắm biết không, bắp ở dơ đâu có được. Đúng rồi, tắm mà tắm, phải tắm cho dữ. Vừa tắm vừa kêu nó giống như là đứa con nhỏ của mình đó chị ha. Phê không, phê không, phê không, phê không, cái này la phê hả, la làng đây hả. Má không con, má không, má, má, má không con lắm, tắm nó không có giải. Tắm sữa tắm không phức à, đúng không? Bao lâu thì tắm một lần vậy mẹ? Mà một tuần tắm một lần là ngay ngày chủ nhật chị không có đi làm á, là trưa trưa là chị sẽ tắm đó. Nó có khi nào nó phân biệt kêu mẹ ngày nào cũng tắm, mà tắm cho con một tuần tắm một lần. Bữa nào mà quậy quá đi xịn đá xong là chiều tối chị cũng tắm, tắm xong rồi chị bắt cho nằm lên cái máy sấy á, nằm lên đó chị sấy. Bữa nào nắng thì phơi nắng, còn mà không nắng được thì cũng phải sấy. Tắm toàn thân, tắm toàn thân mới được. Mẹ thấy con thông minh vậy, mẹ có bỏ thịt gà luôn không mẹ? Chưa biết. Trời ơi, có một lần em hỏi cái chị này coi, cái người kia cho chị con gà đó, con gà sống á, cái chị đem về, cái nó thấy nó giòn, nó lai lắm nha. Mà chị thì không dám cắt cổ gà, chị không dám cắt cổ, cái chị mượn cái chị này qua cắt. Cái chị đó lại cắt có đúng nó nhìn. Nó nhìn là chị cắt con gà má chỉ buông ra xong, trời ơi nó đá chị gột từ, nó gột cái chị đó từ ở chỗ cái bếp chạy tới ngoài luôn á. Nó gột chị, nó đá tức chị. Tức là đó. Nó thấy cảnh chị cắt của gà. Đúng rồi, thấy chị đó cắt nó đá xong cái chị chạy ra ngoài, cái nó lỡ nó giận gà mái vậy nè. Trời ơi, chị nói chị đau lòng, chị đau lòng. Nó là không bao giờ chị cắt cổ gà ở nhà nữa. Nhưng mà thịt gà thì vẫn ăn. Vẫn ăn. Trời ơi. Mẹ xói nước lại cho con nha. Nha. Nước ấm ấm thôi, nước nóng một cái là xong luôn. Thấy không? Sáng không cần? Sao? Có bữa nào mình chế nhầm trực tiếp nước sôi lên người nó không? Chết là muốn. Để gì? Chị còn phải gòi nước trước. Chị ơi, chị lấy cái khăn ngoài xào của nó em nè, nó có cái khăn riêng. Đứng lên, mày xói cho sạch nha. Sạch sẽ không, nó hôi đúng không? Rồi, xong rồi, xong rồi. Rồi chị đi làm cả ngày thì sao? Chị để nó ở nhà, ở trên cái bàn đó, phố cái bàn đó là vị trí của nó đó. Là chị dặn là ngoài cái bàn đó là không bị ở chỗ nào nha. Là nó chỉ vòng vòng trên cái bàn đó thôi Phúc. Nó không có đi vòng vòng ỉa tùm lum. Chắc là khi mà chị về nó thấy chị nó mừng lắm hả? Mừng lắm luôn. Út lấy cái khăn giùm em, út khăn ngoài xào á. Cái khăn của nó nè. Nó có khăn riêng. Chùm lại, chùm lại. Ôi. Lao thôi. Thôi. Ừ. Mẹ thương em. Mẹ thương em nha. Rồi, cái này mẹ làm. À. Bình thường nha, khi mà trời nắng á Phố, là khi mà chị lau bớt ướt không? Cái chị đem ra ngoài sân á, chị cũng cho để lật ngửa lên. Giống như hồi nãy nằm vậy đó, gặp phơi nắng. Phơi nắng chừng nào chị ra chị bắt vô thì thôi chứ nằm hoài luôn. Cái có nhiều đứa con nít á, nó không biết, nó nói cô ơi con gà cô chết rồi, hỏi sao chết, nó lật cái bụng cười muốn chết luôn vậy đó. Cái nó thôi kệ nó đi con, kệ nó đi, cười lắm.
Ở nhiều người người ta nói ở chợ mà sao có con gà nuôi chắc nó bay nó ỉ nó phá tùm lum á. Thật ra nó không phá phúc, nó ngoan lắm. Sao vậy con? Sao vậy? Nó ngoan lắm. Tắm xong rồi mẹ chở con đi chơi nha. Đi không? Tắm xong mẹ lấy xe chở con đi vòng vòng chơi ha. À, khi đi xe thì sao tụi nó ngồi đâu? Nó ngồi nó đứng đằng trước á Phúc. Ủa vậy hả? À, xong rồi cái ví dụ chị đi đường xa quá cái nó mệt cái nó nằm xuống. À, và nó chạy ngang những mấy con gà mà đá gặp đường á, cái nó đứng dậy. Mẹ con nằm đây mẹ đi lấy máy sấy cho con nha. Để lạnh tiếng cái mỏng trơn nè. Mẹ nói nghe cũng ngoan quá trời. Ngoan lắm. Bình thường có chị nó rất là ngoan tại đông người á. Nhưng mà nó hơi sợ. Tạm rồi á. Trời nắng thì chị đi phải nắng. Trời mưa thấy trời mưa là không có nắng thì phải sấy thôi. À. Chứ nó lạnh lắm chịu không nổi. Sấy nó ngoan lắm. Hai chân giật. Lạnh á. Không tưởng tượng gà này nó thông minh mà nó giống con người như vậy. Đúng hả? Thì mày sấy cho con nha. Bà con cô bác nha, coi chắc kiêng thịt gà luôn. Mày sấy cho con nha. Đây là đúng có nghĩa là phê mà phê béo chân á. Béo chân. Phê béo chân thiệt. Cái chỗ của em, cái chỗ đó đó, cái khu vực đó đó. À. Đó. À, nhưng mà làm thế nào để nó chỉ có thể ị nó không ị chỗ khác? Tức là khi mà trước đây á là bạn lên cái bàn bự này nè. À. À. Mọi thứ là trên cái bàn này hết. Xong đó là chị dọn cực quá, xong cái chị mới lấy cái bàn nhỏ này ra. À. Chị nói là bây giờ mày để cái bàn này cho bác. Yeah. Mọi thứ là bắp sẽ nằm trên đây, ở trên đây không được lên cái bàn lớn. Yeah. Lên bàn lớn là mày về mày đánh chết luôn. Ừ. Đó xong rồi chị nghĩ là mình nói mình ít ra mình cũng phải tập một tuần đúng không? Không, chị nói một lần một duy nhất thôi. Chị nói một lần một à, chị khi mà chị về chị mở cửa chị thấy ngạc nhiên luôn. Là về mở cửa là đang nằm trên đó ngủ và y trên đó luôn. Yeah. Một lần một à. Nó còn là... chị làm sao mà nó ghét gì dữ vậy? Chị hay chọc nó lắm hả? Qua thì qua rồi cái là mình giả bộ mình chụp đồ vậy nè. Là nó đá mình. Chị con nói chị hâm nói là nấu cháo gì đem lông gì cho mẹ vậy đó. Nó mày đá tao hoài á, làm bữa nào người ta bắt tao cho bắt luôn, tao cho 10.000 đang mua đậu xanh nấu cháo ăn rồi đem lông cho mẹ mày là đó đồ nó thù. Là nó thù nó đá hoài quỷ nó không bây giờ mày. Nó mắc nợ ra con gà. Hồi lần nuôi mấy con trước, hai con trước mà cũng gà tre. Mà thương dữ lắm, nuôi á cũng cả năm á. Cái giữ sao mà ra xe bốn chỗ, xe đi bốn bánh á, mấy cán. Mà về nhà ha, y ta chôn, mượn ông xã của chị đi chôn. Mà khóc nức nở, khóc đạn trường khóc mà tôi không cho ăn hết trơn. Mà hai con, xe nào, hai con là con nào cũng bị xe cán vậy. Con thứ ba rồi con đây. Con thứ ba này là con này nó khôn lắm. Giữ kỹ lắm, giữ kỹ lắm, giữ rất kỹ luôn. Trong ba con này con này khôn nhất hả? Đúng rồi, con này khôn nhất. Tức là mấy con kia nó không có cảm nhận được những cái gì chị nói á. À. Nó bình thường thôi, nhưng mà riêng cái em này là chị nói là hiểu hết. Ừ. Ừ. Nó rất là cưng, thông minh lắm. Chắc mà đi làm cả ngày để ở nhà cũng đau lòng lắm ha. Cũng nhớ lắm em, nhớ lắm. Có lần chị mang nó vào công ty chơi á, không phá nha. Ừ. Chị ngồi chị làm, chị đánh máy kế bên thì em nằm kế bên. Nằm vậy nè. Ừ. Xong cái đứa nào lại kiếm chị cái ngốc vậy. Nó nói cái gì á không biết, cái khi nó con nằm xuống gọi xong nằm xuống cái đứa khác lại kiếm chị cái đó ngốc vậy. Nó làm gì đó mắc cười lắm. À. Mà không phá nha, không phá, không đi đâu, chị kêu nằm một chỗ thôi, ngoan lắm. Nghe nói nó ngủ giọng nữa hả? Ngủ giọng đây nè, nó làm tự nó nhả nó nằm nhấc ngang vậy nè. Rồi con xuống ngủ, mày xuống ngủ đi, mẹ thương. Ừ, thương mẹ thương nha. Bắp ơi bắp ngủ cho ngoan, bắp lì không ngủ, bắp lì không ngủ đem luộc ăn luôn. Hát vậy mà chưa sợ nữa, chưa sợ không chưa ngủ luôn. Mẹ hát vậy mà con không sợ, con không ngủ hả? Trời ơi, thật sốc. Đương hòa là ngủ luôn, ngủ hòa luôn. Làm phố hát đây. Cầu vang đóng đinh. Nó không ngủ nó còn cự là anh Phú nó kìa, hát gì kỳ, hát dở hơn mẹ hát rồi. Anh Phú hát dở hơn mẹ hát, nó không ngủ đâu, còn cự lại nữa kìa. Nhân dịp đến quay và thăm bắp giới thiệu đến khán giả Đài Bình Dương thì em cũng có một số quà để tặng cho chị để mình
đây là mặt hoa dừa do bên anh Phú anh phân phối đó. Dạ đây, ở trong này là giúp mình là bổ sung năng lượng sẽ tốt cho cơ thể chúng mình. Là một ít cung cấp để nuôi chú Hòa luôn, chú Hòa luôn. Rồi chị cũng cảm ơn chương trình Độc Lạ Bình Dương, cảm ơn Phú và các bạn rất là nhiều. Qua cái chương trình này thì chị rất là vui, tại vì chị cũng chia sẻ được cái niềm vui của chị là có một chú gà rất là dễ thương, muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ha.